cái trắng mà đi cái trắng khá bách đánh nhất phù đánh bộ chưa mà đánh nhất kỳ cơ ba mà ớ phát đi cáo cái trắng cười cáo mới ở cầu mè đánh tổ đánh xít đánh xít đánh sao hâu bom càn nào mà bấy việc bom càn mất tủ mất tôm mất buồn mất mướn nặng chút nước sườn mà đi cơ ba mà ớ chút khỏi cơ bốn thằng ơn xưa xó pha quát sườn chút ngân mà đi xó chút khẩu cầu mè múa đầu đánh tổ đánh xít hâu phỏng hào hàn khăn mạnh. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, đang hiện diện trên sân khấu lúc này đây là đại gia đình hạnh phúc của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đang nở những nụ cười tươi thắm, duyên dáng và hạnh phúc nhất. Vậy có lẽ rằng kính thưa toàn thể quý vị, trong cuộc sống chúng ta ai ai rồi cũng sẽ có một niềm vui, một niềm hạnh phúc trọn vẹn, và gia đình của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay cũng vậy. Gia đình con gái con rể sau hơn 20 năm trở về trước cũng đã được hai bên gia đình hợp tác hôn vén kết duyên trở thành vợ thành chồng, và trong quá trình sinh sống và xây dựng gia đình thì gia đình anh chị cũng đã rất là thành công và viên mãn. Và để đến ngày hôm nay đây, anh chị cũng không thể quên được công ơn sinh dưỡng dục của những bậc làm cha làm mẹ, và ngày hôm nay anh chị cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt, đó chính là ngày 24 tháng 2 năm 2024, tức ngày 15 tháng 1 năm Sắp Thìn, tại gia đình ông Lò Văn Tánh. Gia đình con gái con rể đã lòng trọng mừng lễ tạ ơn cho bố Lò Văn Tánh, bà Lò Thị Lón. Và ngay sau đây, MC Thu Hương xin được trang trọng tuyên bố ngày lễ tạ ơn chúc mừng cho lành gia đình hạnh phúc ngày hôm nay chính thức được. Tay của toàn đời quý vị cũng như những màn pháo sáng đến từ trung tâm tổ chức sự kiện đã tượng trưng cho những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đại gia đình hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay trước sự hiện diện của toàn thể quý quan khách đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chấp thời gian vàng ngọc của mình để cùng nhau trở về đây tham dự và chúc mừng cho đại gia đình hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để cảm ơn cho những tình cảm của toàn thể quý vị, ngay sau đây MC Thu Hương sẽ có một số và lời phát biểu bằng tiếng Thái yêu thương của mình, xin được đỡ lời cho đại gia đình, gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý quan khách. Ơn xin hỏi hai cờ chép phò mè bên ông tích lại ơi, sắp bón là mấy đi qua tổ mùa buồn khổng chung ngân ngừa sường cơ vàm ớ ai xung lô xung làng cơ lại mà ơn hà kén quá ơn hà tạng tà tăng phú tăng già anh là đồ phùa miên nồng nung mấy đi ai sắp bón đồ làn mà nó phải thao ba MC phép được kiểu bàn sởi hát ba sửa phai mò sửa có cơ bế hết đời phải lại mấy hàng phò mè tích cầu tinh xíp tinh sao hoa cờ trời quảng sản ra ở xung lô xung làn ấy cái này mà quán chân chức to phủ làn kế sò chiếc lúc trường bàn phủ chờ bàn chiếc lúc bí thư phủ chờ quảng chiếc phủ tràng tánh sàng lại bàn mức ứng mất tòm chiếc xuất ý tràng dòng sân nửa cờ mè nát tiền chiếc xuất mai thành niềm tuổi dòng sao sàm sao có ba nhắm sau phủ làng sau bốn phú già tả nai cái bà đồi phùa mỹ đu nhích nụ cười mới đi qua hoa trên kìm có bàn có uống lầy lại pì mít lại khẩu thì đẹp chém ngang hoa bà liền có trăm nhằm nằm có cuốn có trắng hay bà buồn lúc nào buồn tà lướm buồn phà lướm buồn luông cơ trắng o chắc xình lẻ mưa nòi ỏi hạc chắc phải tắt sẻ mơ mưa tắt vừa mơ điên chắc ăn bò trắng liền trắng xuống mẹ trắng xuống trắng nhớ biết lúc trắng xuống biết phà trắng mà biết bò biết mẹ à hơn chắc bón phùa mía nồng nùng lì là loàn năm na chín cơ bà mà qua cơ trắng hay là lẻ mưa chắc mơ hỏi mưa chắc đừng chờ lúc chờ tà lúc tà cơ trắng hay bà hạc bánh cả bồng xuống khá và với dễ ngâm dệt dầu và kết phát tăng năm tăng phú tăng già tết bị cài hài con cơ bà mà ứ cái này qua phùa mía nồng nùng mà qua cơ trắng mà đi cơ trắng hay bà này tôi lát áo chờ có lấy kim nằm cháu chứ hà lin lấy kim bà cháu chứ bốt con xà và sòn đầy nung sửa bón choi cháu chứ mày là ổ sát khóc lằng mới đi mà qua sòng nòng có sau có trắng hay bà mướn sai kiếm ma mướn quả hà này cắp pháp luồng nó lồng mù cú ma cú hấp cú chuồng có trên thì dệt phong tàng tánh trong mong bằng lòng có lòng có kèn hở tác hải tà em nay qua mà ứ cái này mà cái trắng này cáo mới ở phò mè tinh cầu tinh xíp tinh sao hâu qua mè cái trắng hạt trắng banh bấy bia bát càn mất tủm mất tôm mất năng bầu sông mười mất kem tòm hòm muôn cho chút sườn mà đi cơ vá mà ớ hay mà xong lúc xong làm rồi tác hoàn phát cả để cho mưng ở chút sườn mà đi thứ nhất sò chút ở
sóng nồng, coi cánh cười hóc mà đi, lại buồn phúc nà. Hát cánh tàu phồn lành, tách cánh tàu phồn lón, diệt kín phá tay mà từng sóng mắc mới xó chốt khẩu. Và tác cú tác ra, các bạn là ải em chổ sửa chổ quần mà đi các bạn ơi. Con ông chơi hảo hẳn khăn mạnh, xiềng sắc bờ sờ chắc nhọt. Trên bác làm phản lốt hở đụ tàu mới tác xài, kín bừng, sáng mắc mới xó chốt khẩu. Còn mẹ em muốn đầu tích cầu tích xin, tích xin tích sao hoa. Và cái đất chơi hào hàn khăn mạnh xếp phì như biết lùa nào sau phì như biết lùa sầy như biển hay bắt chờ còn đuống ảo cái khăn để hoành sau phì nó có mẹ bị đông đấy có mẹ ơi hát đúng nữa chẳng còn chúc bác ở chúc sườn đi các bạn mà đấy để dọn tích lại có mẹ bị đông. Để ý quan khách thân mến và chắc chắn cười ngày vui ngày mừng hạnh phúc cho đại gia đình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay thì không thể thiếu được những món quà yêu thương đến từ đại gia đình hạnh phúc của chúng ta phải không ạ? Và đầu tiên xin trân trọng kính mời gia đình bố mẹ của cô dâu cũng sẽ có những món quà quý báu để tặng cho hai con của mình. Xin trân trọng kính mời bố mẹ ạ. Tấm lòng son thì cũng tặng cho các con gái của mình, hai con của mình để cùng nhau làm ăn phát đạt ạ. Chiếc bò, chiếc mè, trắng bà qua điền lụ banh, con tàu mới nhớ xuống mà điền lụ là con tàu mới nhớ xuống dao. Anh đi học đồ điều em có chí mi trường pha. Pha đồ điều em có chí mi trường banh. Pha trường đó cho hề bà giản mắt đường. Pha phòng sườn đó cho hề giản mắt sầu. Anh này em chứ pha sỏi thánh quả cánh pháp to căng còn ơ. Nghiêng niu mắc hở mà là xót mơ. Nghiêng sữa mắc hở mà là xót kèn. Hàn bên mây hút nó mất xuống phiền chìa, hàn mây hìa mất xuống phiền bờ. Xong bên khách nhích mất xuống phiền bờ, đó đùn đà lụt xài trời em ơi. Các mẹ ơi, tên lưng tố mưa trường phòng, chúc mong thở qua cái cười hốc mà lên ơ. Dạ vâng, xin được gửi lời cho hai con, xin được gửi lời cảm ơn tới tình cảm của bố mẹ. Và chúc bố mẹ luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc bên con cháu ạ. Dạ vâng, và để tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình em Long Hằng cũng sẽ có món quà yêu thương để gửi tới anh chị của mình. Xin trân trọng kính mời gia đình em ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày vui của cô dâu và chú rể của chúng ta, rất rất là nhiều món quà phải không ạ, đến từ đại gia đình hạnh phúc của chúng ta cũng đã dành dụng những món quà yêu thương để gửi gắm và chúc mừng cho đại gia đình của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Dạ vâng. Của chúng ta đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ, nghĩa là cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm nuôi con không lớn, mang cả tấm thân gầy mẹ cha che chở cho con. Sinh con ra nuôi con không lớn từng ngày, có lúc hoạn nạn, có lúc khó khăn, nhưng vẫn chăm chút cho con như hoa trên cành. Và ngày hôm nay, ngày vui của các con, các anh chị, thì bố mẹ và các em cũng đã có những món quà yêu thương để gửi gắm trao tặng cho anh chị của mình. Và một lần nữa xin được gửi lời cho cô dâu chú rể, xin được gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe cho gia đình em luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời món quà của gia đình em Phúc Phượng ạ. Trân trọng kính mời gia đình em cũng sẽ có món quà yêu thương để gửi tặng cho anh chị của mình ạ. Xin trân trọng kính mời sân khấu để lát nữa ban tổ chức chúng tôi ngày vui của chúng tôi được diễn ra một cách nhanh chóng và thành công hơn nữa ạ. Và để tiếp nối chương trình cũng xin trân trọng kính mời gia đình, xin trân trọng kính mời em Phong là em gái của cô dâu cũng sẽ có món quà yêu thương để gửi tặng cho anh chị của mình. Xin trân trọng kính mời em Phong ạ. Dạ vâng, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình em Phúc Phượng. Chúc gia đình em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt ạ. Và hôm nay rất là nhiều tình cảm, những món quà của toàn thể gia đình. Xin được lỡ đời cho cô dâu và chú rể, xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể các bác anh chị. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và để lắp lại tình cảm của bố mẹ thì ngày hôm nay ngày vui của cô dâu và chú rể cũng sẽ đáp lại tình cảm của bố mẹ. Và xin trân trọng kính mời con gái, con rể cũng sẽ có món quà yêu thương để trao tặng cho bố mẹ của mình ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị,
trân trọng và kính mến. Gọi là những bậc làm cha làm mẹ thì bao giờ cũng dành những tình cảm yêu thương và quý báu nhất để dành tặng cho các con gái của mình. Và ngày hôm nay được nhìn thấy hai con được trưởng thành đạt và hạnh phúc thì cha mẹ cũng thỏa mới ước mong. Và xin mời bố, vợ và chú rể sẽ cùng bắt tay và ôm một cái ôm thật thắm thiết để kết nối tình yêu thương giữa cha và con ạ. Dạ vâng, một hình ảnh quá tuyệt vời ạ. Và quý vị ơi, hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho đại gia đình hạnh phúc ngày hôm nay được không ạ? Chiếc phò, chiếc mề, chiếc phi nồng, hạt sườn, mì quá, được chắc hay bà, ý ai, ai em, lại khôn, phi nồng, lại khôn, có chắc hay bà, hạt bánh, phố miếp bao cái cười mình cơ mà mở cả trắng hai ba mít xương lành sành hùng cả bồng sống khá hờ lô tàu phải dệt gắt dệt rào dệt tàu dệt chi hai má số phải cái này mới chốt măng hờ chốt sườn mình có hai này cắp lành mắc hỏi này cắp noi cắp nhớ mắc kẹt có tên na xong ơi tên mà con mẹ ơi có mới chị em con sườn nhớ chốt măng hờ chốt sườn mình con mẹ ơi để giòn tích lại con mẹ phi nồng. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, ngày hôm nay có sự hiện diện rất đông đủ của toàn thể quý quan khách đã không quản ngại đường xa xa xôi, có chút thời gian và ngọc của mình trở về đây với căn phòng tiệc của đại gia đình hạnh phúc. Thì gia đình chúng tôi thay cho những lời cảm ơn đó có những ly rượu nồng để gửi tới toàn thể quý vị thay cho lời cảm ơn ngày hôm nay. Và xin mời bộ phận tiếp tân của đại gia đình sẽ có những chén rượu hỗ trợ bà con và bà má của mẹ ấy đó. Quý vị ơi, đã sẵn sàng chưa? Quý vị hãy nâng chén rượu của mình lên thật cao được không ạ? Quý vị ơi, chén rượu của quý vị đâu rồi ạ? Chưa to lắm ạ. Một lần nữa, quý vị ơi. Dạ vâng, ban tổ chức xin phép đồng thanh hô hai ba rô, hai ba uống, hai ba chúc mừng hạnh phúc ạ. Con bố chưa lu liền nòng nhớ bảy ô nong con lỡ ải bố chưa lu ha và phủ chi khám khen nong bảy tao hót thấu lỡ lu bố chưa ải lằng ma bố hắc bánh ngầu cắn lu cửa nhá in chu xìa nong nơ nhá tập tì đi lánh nong ba sớ ải ải há bảy tòn ô nong má xu
thăm khe lu những ai hờ lu lu khơi ai ơi ai chi sáng lu âu nong bên mía hắc âu cằn bánh âu cằn hưng lưng nha lầy sông trời bầu lầy bang cằn ai thầu liêu lu biến ai hắc nong nơ xíp bét bi ai liêu nong bên sao ai em in lu nong xưa lắm mô nha tập nong nơ nha ba không chờ nong nơ ba sớ ai ai há bay tòn âu nong té bên côn ma ai hắc nong ai bầu tập đi lu cờ xin chờ bầu hắc nha dệt khô nong nha in chua nơ mắc lu nhưng ai thôi nơ mi lu mi tàu dệt sườn xu căn bên phùa mía cất cúng cờ há muôn chờ lu nhìn ai khay bên mía lu hắc bánh cằn sụt chua bên mía hắc âu cằn bánh âu cằn hưng lưng nha lầy sông trời bầu lầy bang cằn ai thầu liêu lu biến ai hắc nong nơ xíp bét bi ai liêu nong bên sao ai em in lu nong xưa lắm mô nha tập nong nơ nha ba không chờ nong nơ ba sớ ai ai há bay tòn âu nong té bên côn ma ai hắc nong ai bầu tập đi lu cờ xin chờ bầu hắc nha dệt khô nong nha in chu nơ mắc lu nhìn ai thôi nơ mi lu mi tàu dệt sườn xu căn bên phùa mía cất cúng cờ há muôn chờ lu nhìn ai khay bên mía lu nha tập nong nơ nha ba khổng trời nong nơ ba sớ ai ai há bay tòn âu nong té bên côn ma ai hắc nong ai bầu tập tì lu cờ xin chờ bầu hắc nha dệt khô nong nha in chu nơ mắc lu nhìn ai thôi nơ tàu dệt sườn xu căn bên phùa mía cất cúng cờ há muôn chờ lu nhìn ai khay bên mía lu hắc bánh cằn sụt chua lu nhìn ai khay bên mía lu hắc bánh cằn sút chua. Nhà in chu nơ mắc lu nhìn ai thôi nơ mi lu mi tàu dệt sườn xu căn bên phùa mía cất cúng cờ há muôn chờ lu nhìn ai khay bên mía lu hắc bánh cằn sụt chua lu nhìn ai khay bên mía lu
hắc bánh căn sút chua. Chưa là cười anh mò lù, há bay ấu lù.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.